Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của MAXHOME. Ngày nay chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một mẫu nhà một tầng mái Nhật được MAXHOME thiết kế thi công trọn gói cho gia đình nhà anh Dương Văn Kế, địa điểm là tại Châu Sơn, Sông Công, thành phố Thái Nguyên. Đây là công trình mà gia đình nhà anh Kế đang bàn về đơn giá để sắp tới chúng tôi sẽ đi vào thi công trọn gói công trình này. Trước khi đi vào trong chi tiết công trình ngày hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu chúng tôi đến từ MAXHOME. MAXHOME là một trong nhiều đơn vị thiết kế thi công trọn gói hàng đầu Việt Nam hiện nay. Hiện tại MAXHOME đặt 9 chi nhánh trên toàn quốc với hơn 100 nhân sự. Các bạn yêu thích kênh của chúng tôi nhớ nhấn nút đăng ký màu đỏ và nút chuông bên cạnh để nhận được các video mới hàng ngày, những kinh nghiệm chia sẻ thi công thực tế và những đơn giá vật liệu mới nhất hiện nay. Như các bạn đã biết rồi, cái xu hướng thi công trọn gói nó đang là một trong những xu hướng tất yếu của thời đại. Chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng dịch vụ thi công trọn gói này, bởi vì nhu cầu ngày nay nó đã khác ngày xưa rất là nhiều rồi. Chúng ta bận các công việc đi làm, bận kiếm tiền, bận tạo dựng nên các mối quan hệ mới. Thế nên là chúng ta không có thời gian để tự gọi vật liệu, để tự đốc thúc công thợ được và tự sửa chữa công trình. Những cái đấy chỉ có là ngày xưa thôi. Ngày xưa thì thường chúng ta hay nhờ những người thợ ở trong làng hay là ở gần nhà để xây dựng. Nhưng mà tuy nhiên những người thợ đấy lại không chuyên môn, không có kỹ thuật. Thế nên là làm lên những công trình hầu hết là không ưng. Còn ngày nay thì chúng ta đã có tiền, có kinh tế, thế nên chúng ta luôn luôn có nhu cầu về cái đẹp, cái sự hưởng thụ. Thế nên là các bạn hãy thuê những kỹ sư, những kiến trúc sư hàng đầu Việt Nam thiết kế và thi công trọn gói cho gia đình mình. Nếu bạn nào muốn xem lại video hay mẫu nhà đẹp, các bạn có thể vào website chúng tôi là maxhomevn.com. Trên này MAXHOME đang chạy rất nhiều chương trình, ví dụ là chương trình hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Chúng ta sẽ được hỗ trợ vay vốn tối đa 75% giá trị hợp đồng thi công trọn gói công trình. Tức là gần như không có tiền chúng ta vẫn có thể làm được những công trình nhà đẹp. Đấy là sự phát triển của MAXHOME và các đơn vị khác. Quay trở lại mẫu nhà hôm nay, các bạn thấy đây là một công trình nhà mái Nhật. Thế thì vì sao chúng ta lại biết được nhà mái Nhật? Thì trong các video trước các bạn đã được tôi hướng dẫn cho cách nhận biết rồi. Với những ngôi nhà vườn thì chúng ta có 3 loại mái thường hay được sử dụng. Đấy chính là mái Thái, mái Nhật và mái bằng. Với công trình nhà mái Nhật chúng ta sẽ không có phần xây đốc thu hồi, không có phần đổ bê tông mái vát, mà chúng ta sẽ đổ bê tông theo diện phương nằm ngang. Sau đấy chúng ta lợp vỉ kèo và dán ngói lên trên. Còn mái bằng thì chúng ta chỉ việc đổ bê tông mái bằng thôi. Phía trên chúng ta không lợp tôn, không lợp ngói. Đấy gọi là công trình nhà mái bằng. Những công trình nhà mái bằng thì thường ngày xưa người ta mới làm. Còn đối với ngày nay thì chủ yếu là nhà mái Nhật và nhà mái Thái. Công trình này được thiết kế với hệ ngũ cấp, 5 cấp. Thì bao giờ công trình một tầng thì tôi cũng khuyên các bạn nên làm nó cao lên một chút. Bởi vì sao? Bởi vì khi các bạn làm xong rồi, các bạn tôn nền sân lên xong, các bạn mới thấy rằng ước gì chúng ta nghe theo lời tư vấn, hay là ước gì chúng ta làm cao lên. Các bạn đã thấy rằng khi mà làm cao đế nó có hai cái tiện ích. Cái thứ nhất là cái tỷ lệ công trình bao giờ nó cũng cân xứng. Các bạn thấy này, phần thân và phần mái công trình nó rất là cao. Thế nên là phần đế nếu chúng ta làm thấp thì nó sẽ bị phi tỷ lệ. Cái thứ hai là gì ạ? Nó tạo nên cái sự uy nghiêm và bề thế công trình. Bao giờ bước lên một ngôi nhà 5 cấp, 9 cấp hay 11 cấp nó cảm giác nó cũng uy nghiêm hơn. Cũng cảm giác như ngôi nhà này có sự đầu tư hơn. Công trình này được thiết kế cửa chính là cửa gỗ lim Nam Phi hoặc là nếu trong khu vực phía Nam thì thường là chúng tôi sử dụng cửa gỗ căm xe, hoặc là nếu mà khu vực ở phía Bắc thì chúng tôi sử dụng cửa gỗ lim Nam Phi, hoặc là toàn bộ hệ cửa sổ chúng tôi sử dụng là cửa nhôm hệ Xingfa hoặc là nhôm hệ Việt Pháp. Thì đây là hai cái dòng mà nó đang được rất nhiều người ủng hộ thời gian ngày nay. Bởi vì sao? Bởi vì là đối với lại khí hậu Việt Nam nóng ẩm gió mùa thì người ta không làm cửa gỗ nữa rồi. Bởi vì cửa gỗ nếu như các bạn đưa nó ra tiếp xúc, ra trời nắng hay trời mưa một thời gian là nó bị xuống cấp rất là nhanh. Nó bị nứt, nó bị phai màu, nó bị cong vênh. Bởi vì bản chất gỗ tự nhiên bao giờ nó cũng là còn nước ở bên trong. Khi mà trời lạnh thì nó sẽ co lại, còn khi trời nóng nó sẽ giãn nở ra. Còn lại đối với lại cửa nhôm kính thì gần như nó đã có độ ổn định và độ bão hòa gần như tuyệt đối rồi. Thế nên là chúng ta dùng lâu vài năm đi chăng nữa, cái phần kính nó cũng không bao giờ bị cong vênh. Sang một góc khác, đây là góc nhìn từ phía bên tay trái qua thì các bạn thấy cái phần sảnh phụ này, phần ống khói này. Ống khói tại Việt Nam thì chúng ta chỉ mang hình thức là trang trí thôi. Thế thì vì sao chúng ta lại cần cái ống khói này để trang trí? Thì các bạn thấy cái diện mái chúng ta này, diện mái chúng ta rất là dài và nó đều. Thế nên là bao giờ chúng ta cũng có một cái phần điểm nhấn. Điểm nhấn ở đây có thể là chuồng chim. Các bạn thấy có một vài công trình chúng ta thường hay thiết kế những cái chuồng chim ấy, hay là ống khói. Cái mục đích chính là chúng ta ngắt cái quãng hay là ngắt nhịp điệu nó trải dài Đấy. Trong cái từ chuyên môn chúng tôi gọi là cái ngôn ngữ nó buồn. Đấy, nó rất là buồn nếu như là nó không có cái điểm nhấn, mà nó có sự chúng ta cảm giác nó đồng điệu quá, tức là nó không có cái phần điểm nhấn công trình. Thì cái phần mái ngói, cái phần ống khói như thế này chúng tôi đưa vào trong công trình, mục đích chính của nó là phải phần trang trí các bạn nhé, chứ không phải là chúng ta cứ đun nấu là ống khói nó trên này có khói đó. Cái đấy thì chỉ có châu Âu thôi, còn là đối với khí hậu Việt Nam thì chủ yếu chúng ta sử dụng bếp ga, bếp từ, cho nên là nó cũng không có khói, chúng ta không đun bằng củi, bằng than. Đây là một góc nhìn từ phía bên tay trái qua, đây là nhìn từ trên mái các bạn nhé. Phía trên mái chúng ta thấy có tét nước, có thái dương năng. Còn đây là góc nhìn từ phía bên tay phải. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu các bạn đi chi tiết từng bộ hồ sơ. Thì đối với MAXHOME chúng tôi luôn thiết kế đầy đủ các bộ hồ sơ, bao gồm là gì ạ? Hồ sơ về kiến trúc, hồ sơ về kết cấu, hồ sơ về điện nước, hồ sơ về bóc tách dự toán, hồ sơ nội thất, ngoại thất. Đấy các bạn thấy đây, chưa kể hồ sơ về phong thủy công trình. Các bạn thấy là rất ít đơn vị nào có thể làm chi tiết đến mức như vậy. Và trong cái bộ hồ sơ của MAXHOME nó rất là dày, bao gồm tất cả các chi tiết, từ những chi tiết nhỏ nhất, bé nhất. Đây là hồ sơ kiến trúc, chúng ta sẽ xem qua hồ sơ kiến trúc đầu tiên nào. Thì trước khi xem là các bạn xem qua cái phần phụ lục bản vẽ công trình, bởi vì chúng ta không thể nào chúng ta xem hết được một bộ hồ sơ trong một lúc được. Thế nên là các bạn nên sàng lọc ra phần gì quan trọng chúng ta để ý trước, phần gì chưa quan trọng chúng ta để ý sau. Thì trong cái phần phụ lục bản vẽ kiến trúc này chúng ta có 3 phần. Thứ nhất là về phần mặt bằng. Mặt bằng nó liên quan đến công năng sử dụng, nó liên quan đến phong thủy công trình và nó liên quan đến giá thành. Mặt bằng càng lớn thì chi phí nhân công, chi phí vật tư nó càng cao. Thứ hai là về phần mặt đứng và mặt cắt công trình. Mặt đứng và mặt cắt công trình thì nó giúp chúng ta thấy được cao độ, chiều cao có từng phần, ví dụ phần đế, phần thân và phần mái. Và cái quan trọng cuối cùng đấy chính là cái chi tiết về cửa đi. Cửa đi nó liên quan đến con số thông thủy, nó liên quan đến vận mệnh của gia chủ, nó liên quan đến tài lộc trong nhà. Thế nên là chúng ta phải để ý. Bây giờ chúng ta cùng xem qua nào. Đây là mặt bằng tầng 1. Mặt bằng tầng 1 để các bạn để ý cho tôi đến cái kích thước chiều ngang công trình này là 16m02 và chiều dài công trình này là 10m02, 16,02 này, nhân với lại 10m22. Như vậy là diện tích của chúng ta nó rơi vào tầm 160m². Đấy, các bạn thấy nó rất là lớn, rất là lớn. Thì với 160m² như thế này, chúng ta sẽ bài trí công trình này có 3 lối tiếp cận. Thứ nhất là từ sảnh chính, thứ hai là từ sảnh phụ và thứ ba là một lối ngách ra vườn. Đầu tiên chúng ta sẽ bước vào từ sảnh chính này. Sảnh chính chúng ta sẽ gặp ngay phòng khách rộng gần 30m². Phòng khách này lại sẽ liên thông với lại khu vực phòng thờ rộng 10m². Ngoài ra chúng ta có khu vực phòng ăn này thì có lối đi vào sảnh phụ. Cái này rất là hay các bạn nhé, bởi vì khi mà giúp việc hay là khi mà chúng ta đi chợ búa về, chúng ta sẽ đi qua sảnh phụ và đi vào trong bếp nấu. Chúng ta sẽ không cầm đồ ăn đi ngang qua phòng khách, bởi vì nếu chúng ta có khách ngồi đây mà chúng ta cầm theo những cái đồ ăn như thịt, như cá thì các bạn thấy rằng nó sẽ rất là bất tiện. Một là nó bất tiện, cái thứ hai là nó không lịch sự. Thế nên là chúng ta thường thì hay là thiết kế khu vực phòng khách nó nằm ở khu vực cuối nhà hay là đầu nhà. Nói chung là nó theo tôi nghĩ là nó nên tách ra, và một cái ưu điểm nữa khi chúng ta tách ra như thế này thì các bạn sẽ ngăn được mùi. Đấy, ngăn được mùi rất là tốt khi mà nó từ phòng bếp nó lên phòng khách. Còn nếu như các bạn muốn xử lý cái bức vách này nó thông thì chúng ta sẽ sử dụng thêm những cái thiết bị hút mùi tiên tiến, thì nó cũng xử lý mùi cho chúng ta rất là tốt. Công trình này có 4 phòng ngủ các bạn nhé, 4 phòng và một nhà vệ sinh chung. Thì nếu mà công năng mà gồm 4 phòng mà có một nhà vệ sinh như thế này thì chúng ta thấy rằng nó đang thiếu, ít nhất là một nhà vệ sinh khép kín. Nếu là tôi thì tôi sẽ thiết kế phòng vệ sinh này ngăn ra làm 2 không gian. Thứ nhất là một không gian dành cho phòng 02 và một không gian dành cho phòng sử dụng chung, hoặc là chúng ta sử dụng thêm một nhà vệ sinh ở phía bên ngoài, công trình đều được các bạn nhé. Tuy nhiên về cái công năng sử dụng thì với 4 phòng ngủ thì các bạn phải cần tối thiểu cho tôi là gì ạ? 2 nhà vệ sinh. Chúng ta cùng xem qua phần mặt đứng và phần mặt cắt nào. Thì trước khi qua cái phần mặt bằng thì các bạn lưu ý cho tôi là bất kể những ngôi nhà vườn chúng ta cũng nên ưu tiên mở rộng tối đa cái phần cửa sổ, cửa đi. Đây các bạn thấy này, những cái hệ cửa sổ chúng ta đã không còn giới hạn về kích thước nữa rồi. Nó rất lớn, nó từ 2m đến 3m là chuyện bình thường. Các bạn thấy đây. Không như ngày xưa thì thường cửa sổ chúng ta chỉ làm tầm 90 phân, nhưng mà ngày nay thì chúng ta không có giới hạn, kể cả nguyên bức tường đấy là kính, là cửa đều được, cửa trượt, cửa gấp hay là cửa sổ, cửa đẩy đều được. Ý tôi nói là với những ngôi nhà vườn chúng ta có không gian cây xanh, chúng ta có đất thì các bạn nên mở rộng tối đa. Cái việc mở rộng tối đa nó sẽ giúp cho chúng ta lấy được rất nhiều năng lượng, lấy được ánh sáng, lấy được gió và lấy được tài lộc vào trong nhà rất là tốt. Và con người lúc nào nó cũng có cảm giác là nó khỏe mạnh, tràn đầy sinh lực. Xem qua phần mặt đứng công trình nào. Đây là phần mặt đứng công trình. Thì mặt đứng công trình này các bạn thấy cao độ tầng 1 chúng ta đang để là 3,9 m cộng thêm với lại 75 phân phần đế. Thì toàn bộ kích thước chiều cao công trình này là 7,1 m, như thế này là nó cũng phù hợp rồi. Phù hợp rồi. Tương tự chúng ta còn 3 mặt đứng còn lại. Đây, các bạn thấy là các mặt đứng chi tiết này. Và các phần mặt cắt. Mặt cắt thì nó sẽ giúp cho chúng ta thấy được kết cấu ở bên trong. Đấy. Và phần chi tiết về cửa chính, cửa đi. Đây là bộ cửa chính. Nếu các bạn thấy là cửa chính chúng ta đã được bóc tách ra rất là chi tiết. Phần nào là cánh chết, phần nào là cánh mở ra hay mở vào như thế nào thì trong này nó có cụ thể rồi. Và khi các bạn kiểm tra thì các bạn nên vào Google, các bạn search thước lộ ban. Thì trên này các bạn chỉ việc nhập thông số, ví dụ như thế là 2,2 m này. Đấy, nó rơi vào cung đen, đây là cung hiểm họa của tai họa, đây là cung rất là xấu. Thế nên là các bạn nên hiểu chỉnh một chút, nó rơi vào tầm 1,150 m thì nó sẽ rơi vào phát đạt, thông minh hay là quý nhân. Đây là những cái cung đó nó hỗ trợ cho gia chủ rất là nhiều. Đấy, tương tự đối với lại những cửa đi. Còn lại về cửa sổ hay là những cái cửa bé thì chúng ta không cần kiểm tra qua. Bởi vì sao? Bởi vì nó không phải là phần chúng ta đi lại thường xuyên. Các bạn để ý nhé, tức là những con số thông thủy này nó có mục đích là nó giúp cho chúng ta, thì nó phải là cái phần cửa mà chúng ta mở ra mở vào và đi qua đi lại. Đấy, còn những cái phần cánh cửa như cửa nhà vệ sinh, cửa phòng kho, những cái đấy thì chúng ta không cần. Các bạn chỉ cần lấy cái con số nào mà nó phù hợp với lại cái biện pháp thi công là được thôi, và phù hợp với tỷ lệ của phòng là được. Cái thứ hai chúng ta để ý đến đấy chính là về cái phần hồ sơ thiết kế kết cấu. Hồ sơ về kết cấu này. Thì trong phần hồ sơ kết cấu này các bạn để ý cho tôi đến cái kết cấu phần đế, phần thân và phần mái. Với phần đế thì các bạn để ý cho tôi đến cái kết cấu móng đầu tiên. Đây, kết cấu móng đầu tiên. Trong các công trình thì tôi đã hướng dẫn các bạn cách lựa chọn móng rồi. Chúng ta lựa chọn theo hai phương án. Thứ nhất là về con mắt nhìn của mình. Nếu như các bạn thấy rằng công trình của chúng ta xây trên nền đất đồi, nền đất đá phong hóa thì các bạn chỉ cần móng đơn thôi hay là móng cốc thôi là được. Còn nếu như công trình chúng ta xây trên nền đất liền thổ, nền đất sét lâu năm thì các bạn có thể sử dụng móng băng, móng bè. Còn nếu như công trình chúng ta xây trên nền đất ruộng, nền đất ao, nền đất đầm thì bắt buộc các bạn phải ép cọc. Đấy. Thì với công trình này một tầng mái Nhật, thế nên là chúng tôi đang sử dụng là hệ móng đơn. Đây các bạn thấy đây, rất là chi tiết và rõ ràng. Chiều rộng móng này là 1,2 m nhân với chiều dài là 1,6 m. Và chiều cao là nó sẽ rơi vào tầm 1,35 m đến 1,5 m. Đây, chiều cao của phần móng đây. Ngoài ra thì trong phần thân thì các bạn để xem cái cách bố trí thép ở trong cột, ở trong rầm. Và phần mái thì các bạn sẽ để ý cho tôi ba cái biện pháp thi công của mái. Thứ nhất là chúng ta đổ bê tông mái bằng, sau đấy chúng ta lợp vì kèo. Đây là biện pháp mà được rất nhiều người đang sử dụng. Cái thứ hai là chúng ta không đổ bê tông mái bằng mà chúng ta đổ cái phần rầm bo và đổ cái phần bê tông đối trọng. Và cái thứ ba là chúng ta đổ bê tông toàn bộ, tức là vừa đổ bê tông mái bằng chúng ta lại đổ tiếp bê tông mái vát. Thì phương án này thì chi phí nó rất là cao. Tôi khuyên các bạn chúng ta cũng không nên làm. Hồ sơ thứ ba đấy chính là về cái phần hồ sơ điện nước. Thì điện nước thì tôi giới thiệu sơ qua thôi, bởi vì là nó liên quan đến những cái đường hộp kỹ thuật. Trong cái phần hồ sơ điện nước này thì các bạn chỉ cần quan tâm cho tôi đến cái biện pháp thi công. Chúng ta có rất nhiều biện pháp như thế là đi dây trực tiếp vào tường này, hay còn gọi là biện pháp thi công bằng phương án là dán dây. Thứ hai là chúng ta sử dụng những cái ống ghen ruột mềm hay là ruột gà. Thứ ba là chúng ta sử dụng những ống cứng như ống kẽm, ống nhựa PVC. Đấy là cái biện pháp thi công. Còn lại đối với điện nước thì các bạn làm sao yêu cầu các kỹ sư về điện tính toán làm sao mà đạt tất cả các công suất trong nhà của chúng ta và dư ra một phần tải trọng để tránh cái việc nó sung, nó chập, nó cháy hay là nó nhảy át. Đấy là cái việc mà chúng ta hoàn toàn có thể tính toán được ngay từ trong cái lúc đặt bút và thiết kế rồi. Và cái việc thiết kế điện này nó cũng rất là hay, nó sẽ giúp cho chúng ta tránh được những vị trí nào chúng ta kê tủ quần áo, vị trí nào kê giường. Nếu như các bạn không có thiết kế điện thì các bạn sẽ thấy rằng khi chúng ta làm vào chúng ta sẽ gặp rất nhiều cái trường hợp là oái oăm, là vô duyên. Ví dụ như vị trí tủ quần áo này, chúng ta lại đặt những cái ổ điện ở đây bởi vì chúng ta không có thiết kế ban đầu. Thế nên là chúng ta thường hay đặt vị trí điện nó phụ thuộc vào những người thợ điện. Và khi đặt xong rồi chúng ta mới thấy là nó không phù hợp. Chưa nói là nó tạo cảm giác ức chế cho người sử dụng. Thế nên là các bạn nên có hồ sơ thiết kế mà chúng ta cũng nên có những vị trí tính toán ngay từ ban đầu. Chỗ nào đặt tủ quần áo, chỗ nào đặt tủ bếp, chỗ nào đặt phòng thờ thì chúng ta phải tránh những vị trí đấy đi. Chúng ta phải bố trí ổ điện sao cho nó phù hợp. Đấy. Hồ sơ cuối cùng đấy chính là cái phần báo giá dự toán công trình. Công trình này được MAXHOME thiết kế thi công trọn gói với tổng mức đầu tư là 1,1 tỷ các bạn nhé. Thì trong đấy có 11 phần. Thứ nhất là công tác chuẩn bị thi công. Về cái công tác chuẩn bị thi công như thế này chúng tôi bao gồm là lán trại, tập kết vật tư vật liệu, nguồn điện, nguồn nước, biển bản công trình. Thứ hai là chi phí vật liệu xây dựng phần thô là 299.425.650 đồng. Cái này thì bao gồm như thế là sắt, xi măng, cát, gạch, sỏi, vân vân. Thứ ba là chi phí nhân công xây dựng. Hiện tại công trình chúng tôi đang thi công tại khu vực Thái Nguyên là 1,2 triệu trên 1 mét vuông sàn bê tông. Các bạn lưu ý là mét vuông sàn bê tông, chứ không phải là mét vuông sử dụng các bạn nhé. Cái thứ tư là chi phí nhân công phần mái, ví dụ như hàn sắt, dán ngói, làm chống sét, vân vân và vân vân. Nói chung là nó liên quan đến phần mái hay là xây chống nóng, xây thu hồi. Nó rơi vào 250.000 trên 1 mét vuông sàn bê tông ở thuộc phần mái. Thứ năm là chi phí vật tư phần mái, như thế bao gồm vì kèo, thép hộp hòa phát hay là thanh kẽm siêu nhẹ, ngói Bright hay là ngói Romantic hay là ngói Fuji do chủ nhà chỉ định. Thứ sáu là chi phí xây dựng hoàn thiện, như thế là sơn, gạch, ốp lát, trần thạch cao, cửa nhà, đá, vân vân. Thứ bảy là chi phí vật tư điện nước là hết 89.626.449 đồng. Trong đấy bao gồm các thiết bị vệ sinh, những cái đường ống nhiệt, đường ống lạnh, những cái liên quan đến như thế là ổ điện, công tắc, mặt hạt, bóng đào lai, vân vân, ổn áp các cái thiết bị. Thứ 8 là chi phí nhân công điện nước. Thứ 9 là hao phí vật tư vật liệu trong công tác xây dựng. Nhiều người rất hay là hỏi rằng là vì sao lại có cái hao phí như thế này, thì các bạn để ý rằng là gì? Mọi công tác xây dựng nó đều có hao phí. Ví dụ như thế là chúng tôi nhập về 10 hộp gạch, nhưng mà tuy nhiên lát vào trong nhà mình 100 mét vuông, nhưng tuy nhiên chúng tôi phải cắt ra rất nhiều những cái gạch vụn, gạch vỡ. Thế nên là nó bao giờ nó cũng có hao phí. Hay là đơn giản như thế là gạch chúng ta nhập về chúng ta thấy nó vỡ rất là nhiều, thế nên là những viên vỡ đấy chúng ta cũng không tận dụng được. Hay là những đoạn dây điện hay là nói chung là rất nhiều, tất cả đều có hao phí các bạn nhé. Chúng ta chẳng qua là chúng ta tự làm thì chúng ta không thấy đâu. Còn khi chúng ta đã giao khoán thì các bạn thấy những cái hao phí vật liệu thừa nó rất nhiều. 10 là chi phí quản lý. Chi phí quản lý này nó dao động từ 3 đến 5%. Nó phụ thuộc vào cái vị trí, cái đặc thù công trình cũng như thế là cái gần chi nhánh hay không. Và 11 là miễn phí chi phí thiết kế. Toàn bộ cái chi phí thiết kế chúng tôi đã ứng chúng tôi sẽ trừ lại cho chủ nhà. Và bên trong này thì MAXHOME sẽ bóc chi tiết ra từng loại khối lượng, từng loại công việc làm cụ thể. Nói chung là các bạn làm như thế này thì các bạn sẽ không bao giờ phải cãi nhau. Đấy, tôi khẳng định là như vậy bởi vì là mọi thứ nó đã rõ ràng rất là nhiều rồi. Cái thứ hai là gì ạ? Là chúng ta muốn thay đổi nó cũng rất là dễ dàng. Tức là các bạn muốn thay đổi vật liệu ở chỗ nào, vật liệu loại gì chúng ta thay lên nên chúng ta giảm xuống. Tức là mọi thứ nó đều rõ ràng ngay từ đầu, và trong suốt quá trình làm chúng ta thấy nó rất nhẹ nhàng, chủ nhà vui vẻ, bên MAXHOME cũng rất là vui, tức là mọi thứ nó đều khớp với nhau ngay từ đầu và nó đã bóc tách ra quá chi tiết rồi. Nếu như các bạn thuê các đơn vị nhận 5 triệu hay là 4 triệu 5 hay là 6 triệu 1 mét vuông thì các bạn thấy rằng là gì ạ? Trong lúc làm xây dựng là nó rất là khó. Nó khó khi chúng ta muốn thay đổi. Ví dụ như các bạn muốn thay đổi từ cửa nhôm hệ Việt Pháp sang Xingfa hay là sang Aero Windows, nó không hề có một thông số nào. Chúng ta không thể nào lên 5 triệu 5 hay là chúng ta không thể nào xuống 5 triệu 4 được. Bởi vì các đơn giá của nó khác nhau. Chúng ta không thể nào cho vào đơn giá mét vuông sàn được. Video ngày hôm nay thì tôi xin dừng lại tại đây thôi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video lần sau. Các bạn nào yêu thích kênh chúng tôi nhớ nhấn nút đăng ký để ủng hộ kênh ngày một phát triển hơn. Chúc quý vị và các bạn một ngày mới vui vẻ.